Hello, xin chào tất cả anh em trên kênh nhé. Trời mưa gió thì mình cũng chưa có thể là đi thăm bấy được anh em ạ, bởi vì là đường khá là trơn. Vì vậy là tranh thủ thì mình muốn quay cho anh em xem cái con gà lôi của mình nuôi nhé, nó như thế nào rồi nha anh em nhé. Nó thay lông cũng khá là đẹp rồi, nhưng mà cái đuôi thì cũng chưa thấy nó mọc. Và giờ mình sẽ quay qua cho anh em xem. Mình nuôi cũng được khá là lâu rồi. Cái chuồng của mình kia nha anh em nhé. Đây, đây mấy con ngan của mình này. Con ngan khá là to, con có 3 cân hơn 4 cân nha anh em nhé. Đây, kia là con đực già để làm giống nhé. Và đây là con gà lôi của mình. Đây, đuôi đã bắt đầu mọc dài nha anh em nhé. Trước là ngắn tủn, bây giờ cũng đã bắt đầu mọc và cũng trắng sắp hết rồi. Đấy, nhìn rất là đẹp luôn nha. Nó ăn cũng như gà thôi anh em ạ. Ăn cái thóc, ăn gạo, ăn... Đấy. Chỉ còn vài cái sợi lông cánh kia là chưa trắng hết thôi. Và nó còn hơi lốm đốm một tí, nhưng mà chắc là tầm tháng nữa là cũng rụng hết. Và nó sẽ thành một màu trắng nhá. Nhìn rất là phê luôn anh em ạ. Cố kiếm con mái nữa về để nhốt chung, nhưng mà kiếm mái không được. Và cái mùa năm nay thì mình sẽ cố gắng tìm một con mái để nó có một cặp. Cái lồng còn hơi nhỏ, nhưng mà so với một con thì cũng tạm. Cái cựa cũng khá là dài rồi nha anh em nhé. Cái này muốn đẹp ấy thì phải một cái lồng to, tối thiểu cũng bằng cái chuồng gà của mình này. Tầm chiều rộng chiều dài thì cũng phải 3 mét thì mới thoải mái. Đấy. Nếu mà cái đuôi nó được dài hết thì là nó sẽ đẹp nhá. Còn giờ chưa dài hết thì là nó còn nhìn nó còn chưa được đẹp lắm. Đây, rất là phê. Nuôi cũng được gần một năm rồi anh em ạ. Đàn ngan của mình nhé. Đây, một lứa là nhỏ, lứa này là thành thịt rồi. Kìa, còn tít bên dưới kìa. Tổ ong của mình nhé. Và đây là cái bể nước này.
gà què nhá. Trời mưa gió thì mình chưa đi thăm bẫy được, thì mình cũng khá là lâu không quay cho anh em xem cái con gà lôi của mình, thì tiện thể mình muốn quay cho anh em xem. Nuôi được là nó thuần nha anh em nhé. Trước là rất là nhát, khi người vào như thế này thì còn nói chuyện như thế này là nó sẽ bay nhảy tán loạn. Nhưng bây giờ cũng đỡ rồi, đỡ nhiều rồi. Nó ở rừng nó cũng kêu như thế nha anh em nhé. Nếu mà mùa này được, kể cả con bị thương, con mái bị thương thì mình cũng để nuôi luôn. Về mình sẽ chăm sóc. Chỉ còn vài sợi cánh thôi, tầm 3 sợi cánh, một bên 3 sợi, một bên là 2 sợi. Là trắng hết rồi. Nhìn cái màu nó rất là dài. Thôi mình cũng chỉ quay qua vậy thôi nha anh em nhé. Và mình sẽ kết thúc video ở đây thôi. Và mình cũng chỉ muốn quay cho anh em được biết là con gà lôi của mình nuôi là mình vẫn nuôi nhé, mình chưa bán và nó vẫn sống bình thường. Chăn thì cũng như gà vịt mình thôi, rất là đơn giản. Thôi mình sẽ kết thúc video ở đây nhé. Chào tất cả anh em trên kênh. Anh em xem thấy hay nhớ đăng ký ủng hộ mình để có thêm động lực đi rừng. Và trời tạnh mưa thì mình sẽ lại tiếp tục đi rừng nhá anh em nhá.